thủy. Chỉ tới trời anh không một tiếng mời lời, anh làm cho em khó xử, không biết ăn nói làm sao. Nhiều à, còn chị hai nữa. Chị hai cũng tiếc là kỳ cục, lâu ngày chị em mới gặp nhau à. Có chuyện gì đâu mà chị vui, chị lại còn đòi đi ngay đi gấp nữa, làm cho em hết sức ngỡ ngàng. Diệu à, Diệu ơi, chị thương em vô cùng, gặp lại em chị mừng, để hôm nào chị ghé lại thăm. Thôi thôi thôi, được rồi. Chị hai ơi, chị hai nán lại dùm chừng vài tiếng đồng hồ thôi à. Chị nán lại cho vui lòng vợ em. Phải rồi, chị hai em ở lại ha, chỉ có mình em vui hà. Chứ anh đâu có vui, bởi vì chị đâu phải là chị của anh đâu. Đừng bắt mẹ nữa, khổ quá. Thôi được rồi, chị hai à. Chị hai ở lại đây cho vợ em nó vui, mà rồi em cũng vui nữa. Vui ghê lắm.